giới thiệu cho các bạn chiếc Tiểu Nam AU417V thôi các bạn nhé. AU417V kết hợp với cái tiểu là OKUV32SM đây các bạn. Để tiện tôi giới thiệu thêm cho các bạn thôi. Công nghệ Aquasmic các bạn nhé, chống cám bẩn, cặn bẩn. Thiết kế treo tường các bạn. Nhìn chung là như vậy. Khi lắp lên bệ nó là như vậy thì các bạn nhé. Tiểu Nam AU417V. AU417V các bạn vào trang TDM các bạn sẽ đánh ra theo mã như vậy sẽ ra cái chi tiết sản phẩm cho các bạn nhé. Kích thước lắp đặt. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này thì các bạn nhé. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn nên lắp những cái van nào cho nó phù hợp cũng như kích thước lắp đặt chiều cao để phù hợp nhé các bạn nhé. Gồm có chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vào trang tdm.vn thì các bạn nhé. Nếu có kích thước và giá cả cho các bạn tìm hiểu và tham khảo. Cảm ơn các bạn.